Chào bà con nha. Hôm nay thì Út đang chuẩn bị xuất hàng để cho bên vận chuyển, họ vận chuyển thì sẵn Út quay cho mọi người coi cái cách mà để làm thùng ấp trứng đảo tay trước ha. Đây nè, để Út lấy rồi Út quay cho mọi người coi chi tiết để cho bà con mình có thể tự mua cục máy, rồi ví dụ như thùng xốp nha. Thùng xốp như thế này để Út đo kích thước xong rồi Út quay cho mọi người coi nha. Đó. Một số như này để bà con mình có thể tự mua cục máy về, mọi người có thể tự làm ha. Để Út lấy một cái thùng rồi Út quay chi tiết cho mọi người coi nha. Bây giờ bà con mình nói Út quay cho mọi người coi cái cách làm. Mà máy này lu bu quá mọi người. Giờ Út sẽ quay cho mọi người coi ha, cách làm thùng ấp đảo tay tại nhà rất là đơn giản nha. Út sẽ quay nó hơi dài mọi người. Đây nãy giờ Út mới đi tìm được cái sợi dây nè. Đây tại vì do là hàng trôi nổi trên thị trường rất là nhiều, cho nên là cái số điện thoại của Út sẽ in trên cái máy ấp trứng luôn nha. Cho nên là khi bà con mình đặt hàng ở bên trại Út là mình được mở ra coi thoải mái. Mình ví dụ khi shipper gọi mọi người nhận hàng thì mọi người được mở ra coi, và số điện thoại in trên cục máy là 0976629090 nha. In trực tiếp trên cục máy luôn nha mọi người. Cho nên là nếu bà con nào mà nhận mà không có số điện thoại này nè thì mọi người vui lòng là không nhận hàng dùm Út nha. Chứ nhiều khi bà con mình đặt hàng mà tại vì trên cái kênh YouTube của Út là hơn 70.000 bà con đã đăng ký, cho nên là được kiểu giống như là bên YouTube họ sẽ được chèn quảng cáo, nhưng mà nhiều khi là vì là cùng ngành cho nên là sẽ có những cái đơn vị máy ấp trứng khác họ chèn vô video của Út. Không phải giọng Út nha, nếu như mà giọng nam hoặc là một giọng nữ khác thì không phải giọng Út, thì mọi người vui lòng là coi đến cuối video để lấy số điện thoại chính hãng in trên cục máy là 0976629090 nha. Máy ấp trứng carbon nha mọi người. Đây. Đây ha. Đây nè, đây gọi là Út mở đèn. Đây là những sợi carbon này sẽ được cuốn quanh cục máy và hoàn toàn không có bóng đèn nha bà con. Đây là dây ẩm, đây là dây nhiệt độ và đo độ ẩm ha. Đây là cái rắc màu đỏ này mọi người sẽ để không để dùng để khay đảo tự động nha. Nó nếu mà cùng loại với nó thì nó sẽ đảo bình thường ha, còn khác loại thì phải khớp thì mới đảo được nha. Cho nên là khi bà con mình nhận được hàng bên trại Út thì mọi người cứ mở ra coi thoải mái. Bên trại Út làm là vì có rất nhiều đơn hàng khi bà con mình nhận được là không phải hàng từ bên nông trại của Út, cho nên là Út đã yêu cầu bên đơn vị vận chuyển là được cho bà con mình coi hàng thoải mái, cứ mở hộp ra xong rồi có đúng số điện thoại in trên này sẽ được bảo hành lưu trên hệ thống điện tử nha mọi người. Và bây giờ thì Út sẽ quay cho bà con mình cái cách làm nha. Tại vì ví dụ cái thùng ấp này mọi người muốn ấp từ 5 cho tới 100 hoặc là hơn 200 trứng thì bà con nên làm một lần luôn. Cái này rất là bền, mọi người xài 2-3 năm thoải mái luôn. Và yêu cầu đầu tiên là cái thùng ấp của mình phải được quấn băng keo như thế này nha mọi người. Cái thùng này nè, không phải thùng nào cũng làm để đạt được cái nhiệt độ ổn định á, thì cái thùng của mình nó phải có cái đủ độ dày nhất định nha. Để Út đo cho mọi người coi nè. Cái độ dày này nó đang nằm ở khoảng là 4 nha. Cái độ dày của cái thành thùng xốp của mình, cái này là Út đặt công ty. Họ sản xuất ra cái thùng xốp với cái độ dày đây nè. Nó là 4 nha mọi người, cái bề dày của cái thùng xốp mình phải là 4. Chứ nhiều bà con mình tận dụng cái thùng mà thùng trồng rau đồ á thì nhiều khi nó không có đạt được cái nhiệt độ với cái độ ẩm. Thì mọi người lưu ý giùm Út là mình làm một lần làm đúng luôn lần cho nó tiện ha. Cái bề dày này nó phải 4 và xung quanh phải được gia cố bằng băng keo hết. Để nó không bị, ví dụ như thùng xốp thì nó sẽ có những cái lỗ hổng thì nó không thể nào đặt ruột hết á, thì nó sẽ xuyên qua, nó gây ảnh hưởng nếu mà thời tiết miền Bắc hoặc là miền Nam miền Trung á nó nóng quá, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái thùng ấp của mình. Cho nên để ổn định là cái thùng xốp phải đạt cái độ dày nhất định là 4 cm và cái bề ngoài xung quanh đều đã được quấn băng keo, chứ không phải lấy cái thùng mỏng mỏng màu trắng xong mọi người quấn băng keo thì cái nhiệt độ của nó sẽ không ổn định ha. Đây, sau đó thì bà con mình nha. Đây, tiếp theo là mọi người sẽ mua cái thùng đây nè. Út đang tự quay. Đây. Ok, cái chân lên nha. Đây mọi người nha. 49-50, cái thùng của mình nó sẽ có là chiều rộng là 50.
Đây nha mọi người, để Út ok cái chân lên ha. Chiều rộng 50 và cái chiều dài của nó là 70 nha mọi người. 50 rộng nè. Cái rộng này là 50, dài vô, sâu vô là 70. Rồi lại cao lên. Cao lên như thế nào đây? Đâu rồi? Cao lên là 60 nha mọi người. Vậy thì mọi người mua cái thùng mà gọi là kích thước là 50, 60 và 70. Cái chiều rộng là 50, chiều sâu vô là 70 và chiều cao lên là 60 ha. Sau đó mọi người chuẩn bị cho Út là băng keo này nha, loại băng keo tốt ha, đừng lấy băng keo mỏng mình kéo nó sẽ bị đứt. Và một cái bút lông dầu nha mọi người, đây bút lông dầu ha. Cái dao rọc giấy lớn. Dao rọc giấy lớn với lại là một cái cây cây sắt mà dày dày á, cái cây thanh kẽm dày dày cũng được để mình đốt, mình tạo lỗ thông hơi thôi. Sau đó là mọi người khi mọi người mua về cái thùng xốp đã đúng kích thước của Út rồi, có băng keo quấn xung quanh và độ dày là 4 phân á, thì mọi người dán cái nắp lại. Đây nè, đây là cái nắp nha. Mọi người dán lại nè, đây nè. Quay cho mọi người, đây nè, mình lấy cái băng keo mình dán lại hai lớp ha, dán hai lớp nha. Bà con làm theo đúng trình tự thì rất là đơn giản luôn. Chỉ có khó là khó ở phần cắt cánh cửa chút, là Út sẽ nói một vài vấn đề ở chỗ cánh cửa thôi. Mọi người làm theo là được ha. Tại vì Út sẽ nói ngắn gọn chứ nhiều khi dài của bà con mình khó làm. Mọi người cứ bấm coi tới đoạn nào thì dừng lại, coi tới đoạn nào dừng lại ha. Dán hết một lần như này, hai lớp, sau đó cái cửa của mình sẽ được cứng như này nè. Đó, rồi bắt đầu. Để mà mọi người làm một tầng thì đơn giản, một tầng mọi người gắn ở đâu thì gắn. Còn hai tầng như này á thì cái khay này phải là cái khay vuông 40-60 chịu nhiệt cao được nha mọi người, 40-60 ha. Cái khay của mình là cái khay đây 40-60 nha mọi người. Từ đây qua đây mọi người đo cho Út nha. 40 dài vô là tầm 60 ha. Ở đây Út lấy ra nè. Đó. Đây, ở dưới mình có những cái thanh sắt như thế này. Cắt cái thanh sắt dùng Út ha. Cái thanh sắt là cái thanh này là vuông 14. Mọi người có thể đi loại sắt 1 ly hoặc 1 ly mốt cũng được ha. Tại vì cái thùng cái khay trứng của mình tầm 50 đến 100 trứng thì nó ba thanh như này nó rất là chắc. Cho nên mọi người có thể đi là 1 ly hoặc ly mốt vẫn ok nha, không cần đi ly 2 đâu, nó mắc tiền. Cái này mọi người cắt dùm Út là sao? Ví dụ như cái chiều này nha. Tuy tại vì cái thùng của Út đặt công ty á, thì nó sẽ chuẩn gần như là 100 cái thì gần như là nó xem nhau. Còn nhiều khi bà con ở khu vực mọi người thì Út sẽ không có đọc cái kích thước cụ thể được. Còn Út sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để lấy cái chiều dài, chiều rộng của cái chiều dài của cái cây thanh giá đỡ này nha. Là mọi người nè. Ví dụ như cái thùng số của mọi người 3 phân thì mọi người thuộc vô phân rưỡi. Đo phân rưỡi đi vô qua đây. Ví dụ như cái này là 50 thì cái thùng của Út nó đang là 50 thì Út sẽ lấy lọt lòng là 48 7 thôi, thuộc vô ba gem ha. Để chi? Để cái cây này nó chọt vô giữa nha mọi người. Nó chọt vô giữa và nó dính cứng ngắc này nè, không có cần phải gia cố gì hết. Còn cái lỗ đây nè. Đó, mọi người phải đo làm sao? Tại vì á khi cái khay này nha, làm cái khay ở dưới trước nha, cái khay này nè. Đây Út bỏ vô cho mọi người coi. Cái khay này khi mọi người bỏ vô nó phải cách lên. Cách lên như thế này nha. Đây, từ cái này lên đây. Nó phải tầm cái khoảng là tầm 10 phân. 10 phân để chi? Để khi mọi người bỏ cái tay vô nó rộng rãi để mình bỏ cái khay nước độ ẩm, tạo độ ẩm như thế này. Là cái khay mọi người có thể dùng khay 6 phân hoặc 7 phân hoặc 10 phân đều được ha. Bỏ vô. Sau đó bắt đầu mới là đánh dấu lỗ. Lỗ thì cái cây sắt này mọi người chia làm 3. Đây, chia làm 3. Đó. Đâu rồi? Đây. Từ cái này nha. Để đây. Mọi người thấy tay chân Út khổ ghê không? Đó, từ cái này, từ cái thanh của cái thùng vô đây tầm 10 phân, sau đó đi qua đây. Chia, mình chia đều chia ra. Chia ra mọi người. Nha, chia ra 10 phân, xong rồi cái này từ đây qua đây nó rộng 10 phân, hai bên vô là cái thùng này nó 70 thì đây 10 phân, ở cái này 10 phân mọi người chấm vô đây một lỗ, chấm vô đây một lỗ.
đúng không? Hai bên là đo vô 10 phân, dưới lên 10 phân, ngoài vô 10 phân, ở trên kia cũng vậy, bên kia cũng vậy. Tất cả đều là 10 phân hết, sau đó chấm. Sau đó lấy một cái thanh sắt nó nhỏ hơn cái ngón tay của Út nha. Tại vì cái này là xốp cho nên khi mọi người đun nóng cái thanh sắt á, hoặc là mọi người có thể dùng dao rọc giấy mà bản nhỏ hơn rồi mình khoét cái lỗ, nhưng mà như vậy thì nó không chắc bằng cái lỗ tròn. Lỗ tròn là nó ôm khít cái cây cây sắt vuông 14 của mình luôn. Là mình lấy một cái cây sắt nó nhỏ hơn cái ngón tay của Út, đốt nóng lên, sau đó chui vô, chui từ từ nha, đừng chui nhanh quá mà nó rộn toát ra như thế này là nó tuột mình vẫn xử lý được, nhưng mình phải chêm xốp hay là gì đó nó mệt hơn. Sau đó chui được hai lỗ, rồi từ cái lỗ này qua cái lỗ này mình sẽ đo lấy ở middle là ở giữa, là ở giữa đây ha, là thêm một lỗ nữa nha, là mình có cái thanh đầu tiên là bắt đầu mình dán vô. Cắt cái cây của mình, là cái cây của mình phải nằm ở giữa đây nè, đó cái bên này 4 phân nằm ở 2 phân, bên này cũng vậy 2 phân, thí dụ nó là 50 thì nó còn lại là 48 đi, hoặc là 48 đó. Rồi bắt đầu lấy cái khay vuông nè, khay đâu rồi, cái khay sóng lỗ như thế này, cái phải loại chịu nhiệt cao nha, đây lỗ nha mọi người, chứ mọi người không sử dụng là trấu. Rồi bắt đầu mọi người đẻ cái khay vô ha, được cái tầng ở dưới rồi nha, tầng ở dưới rồi đây, ok chưa, kéo ra kéo vô rất là trơn tru thoải mái. Mọi người phải đo là ba cái thanh sắt này nó cùng một hàng thì nó mới được nha. Ui, coi cái tay út ghê chưa mọi người, khiếp không. Sau đó đẻ cái khay vô, rồi tiếp tục lấy cái cục máy ha, cục máy carbon của mình, từ cái thanh này nè mọi người, đừng có để nó sát lên đây nha, sát lên cái sợi carbon là cái sợi này nó nóng, khi mà nó cắm điện vô nó sẽ nóng thì nó dây kiểu nó chảy cái nhựa đây, là mọi người chỉ cần cách cho nó một phân thôi, một phân đo lên từ cái thanh này đo lên đây một phân, bắt đầu là lấy cái dao rọc giấy đây, dao rọc giấy nha, đây cắt cái cục máy của mình, ví dụ nó đang là 10 vuông 10 cm, rộng 10 cm, dài 10 cm, cao là như vậy ha, thì mình sẽ đo là 9,5 thôi, để chi, để khi mình nhét cục máy vô là nó ôm cái thùng xốp này, nó có cái độ lún, khi 9,5 á mình nhét cục máy 10 hoặc là 9,7 á nhét cục máy vô là cái xốp này nó sẽ ôm luôn cục máy của mình, là không có dán gì hết mọi người, cái cục máy này gắn một phát ăn ngay luôn, không có dán gì hết. Còn nếu như mà mọi người mà 10 cái cục máy này rộng 10, mọi người cắt 10 luôn là nó sẽ bị lỏng ha, lỏng thì mọi người phải sụt xịt đó, rất khó chịu. Cho nên mọi người mấy cái mẹo đó mọi người lưu ý giùm Út ha. Sau đó khi mình nhét được cục máy rồi, bắt đầu ở trên này thì đơn giản, mọi người có thể làm cách cục máy phân rưỡi cũng được, hoặc là xịt xuống rồi bắt đầu cũng đo y chang vậy nha. Đây nè, đo y chang, thí dụ đây từ cái chỗ cục máy ha, cục máy mình cách lên cho nó cỡ chừng 2 phân đi, 2 phân thì mình cũng đo từ ngoài vào là 10 cm, từ ngoài vào 10 cm là được một hai lỗ. Rồi đo ở giữa hai lỗ này là có một cái lỗ ở giữa là thành đây, thành ba, là mình chọt cái cây sắt qua cũng làm y chang cái thanh ở dưới. Tiếp tục ha, đây rồi mình gắn cái thanh sắt lên, thấy chưa mọi người, thấy không, gắn cái thanh sắt lên ha, rồi mình bỏ cái khay vô thôi, nó phải bằng nhau nha bà con, mình làm nó không bằng nhau thì nó sẽ bị, lúc mà kéo cái ray này nè mọi người thấy không, rất là mượt, còn nếu mà không bằng nhau thì nó cờ rực cờ rực cờ rực, nó cập kèn nhá. Đây nè, đó khi mọi người đảo trứng, mọi người kéo ra đảo trứng ngay 3 lần vậy thôi. Đó Út kéo cái này ra rồi Út cho mọi người coi cái bên trong ruột nha. Ở đây nó là sợi carbon, mọi người ví dụ như hàng điện tử nên có thể có những thời điểm nó bị lỗi hay gì đó, mọi người sờ vô đây nếu mà còn nóng, máy phải được vệ sinh sau mỗi lần ấp, nhớ vệ sinh nha mọi người. Đây là những cái cánh quạt nè, nó sẽ bị bám lông tơ lông măng vô đây, mọi người lấy cái cọ quét chứ không có dùng khăn ướt để mà lau ha. Đó đây rồi mấy cái này nè, mọi người phải vệ sinh hết nha, lau sạch chứ không có để qua 1-2 lần ấp rồi nó sẽ bám đen. Sau khi bám đen mà nó bị kẹt cánh quạt thì cái quạt nó không quay được, nó gây cái chỗ này nè, nó không đẩy hơi nóng ra ngoài trứng mình được, mà nó ở đây nó nhiệt độ nó quá cao đi, nó sẽ gây chảy bốn cái trụ này, thì như vậy thì mình sẽ không được bảo hành nha. Nếu lỗi nhà sản xuất của công ty sửa chữa thì nó sẽ không có bị mất phí, nhưng nếu mà mình do người dùng của mình mà bà con mình dùng mà cứ để hoài dơ nó không vệ sinh á, thì mọi người sẽ phải tốn phí sửa theo hãng cũng rẻ mọi người. Khi mà cái sợi dây carbon này nó chảy rồi nó sẽ quéo lại, thì thay bốn cái trụ này ha,
hoặc là nó hư cái gì thì sẽ được sửa chữa, có linh kiện thay thế nha mọi người. Ở đây sẽ có cái dây cấp ẩm và dây để đo độ ẩm và đo nhiệt độ, thì mình sẽ treo lên ở như thế này, treo lên cái thanh này ha. Dùng cái dây rút nha mọi người, dây rút bảng mỏng cũng được để đừng có bị gồ ghề nha. Còn cái đây là dùng để khay đảo tự động. Ở video sau thì Út sẽ hướng dẫn cho bà con mình từ không có thời gian sẽ làm cái khay đảo tự động như thế nào nha. Hoặc là nếu mọi người mà đi làm không có thời gian thì có thể là liên hệ với Út để Út có thể hỗ trợ cho bà con mình nhờ kỹ thuật lắp ráp giùm bà con mình ha. Đây, và mọi người lưu ý giùm Út là trên cục máy luôn luôn có ghi số điện thoại của Út nha. Rồi tiếp theo, ở đây là cái xong bên trong rồi nha mọi người. Tới cái nắp cửa, thoải mái luôn. Mọi người đo. Đo cái nắp nha. Đo cái nắp làm sao mà khi mọi người nè. Đây, cắt từ ở trên này xuống đây là 10 phân ha. Từ đây xuống đây là 10 phân. Đo vô đây. Tùy cái thùng, Út quay cho mọi người coi cơ chứ. Cái thùng đây là cái biên nè. Là mình sẽ cắt từ cái biên này thẳng ra. Đó, cắt đứt cái cánh cửa này ra luôn. Sau đó mọi người lấy cái dao rọc giấy mà cái loại mà mới mua nha. Mình sẽ làm vát như này nè. Đó, mình sẽ cắt cho nó thẳng xuống, cắt kiểu xéo xéo á. Để khi mình đóng nó khớp, chứ không thôi là nó vướng, nó không có khớp được ha. Rồi mình lấy băng keo nè, băng keo này nè. Đây bà con, video dài quá nó ngắt luôn mọi người. Lấy băng keo này dán hai lớp dán đây thôi nha. Còn bà con mình thí dụ mọi người đặt bên trại Út làm dùm á thì mọi người về cắt ba mặt, còn lại một mặt này để im để làm cánh cửa. Kéo ra lấy cái dây rút ha, lấy dây rút làm kéo ra kéo vô đó. Và để mà ấp trứng mà đạt hiệu quả nữa mọi người vui lòng là biết sao không bà con? Là mọi người kê máy những cái điều mà bà con mình không để ý nhưng mà nó rất dễ bị sai á. Là mọi người kê máy lên trên 4 cục gạch nha. Kê lên trên 4 cục gạch. Nhiều bà con mình để trên mặt sàn như Út đang để đây là không có đạt tiêu chuẩn, không có đạt về độ ẩm, nhiệt độ. Thì mọi người phải kê lên trên 4 cục gạch để chi? Để cho nó thoáng đáy ha. Để máy ổn định ở nơi có nhiệt độ ổn định. Nếu được còn phải kê máy lên trên 4 cục gạch. Ở dưới này mọi người bể cho Út 3-4 khay nước ha. Ở dưới này rất là rộng, để khay nước ở dưới này. Và cái máy mình nha, Út đã cài sẵn. Nếu bà con nào mà cần ấp trứng gì thì nói Út cài sẵn. Là mọi người về là không đụng vô cục máy để điều chỉnh nha. Cục máy nó sẽ có hiện tượng báo động khẩn cấp cho bà con mình biết nó đang lỗi gì. Thì khi đó bà con mình là điều chỉnh cái thùng xốp, mọi người tự làm ở nhà. Chứ không phải là mọi người bấm cái máy mình nha. Khi mọi người bấm vô thì nó sẽ hết kêu, nhưng ngay tức thì nó sẽ kêu lại. Bởi vậy cái cục máy nó không ảnh hưởng gì trong quá trình ấp, mà mọi người phải điều chỉnh cái thùng ấp. Ví dụ như đang nếu mà nó dưới cái nhiệt độ nó báo động á, thì ví dụ độ ẩm nó phải tầm từ 55 cho tới 70. Mà nó dưới 55 nó sẽ kêu tít 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 cả ngày. Mọi người cứ tưởng cái máy hư nhưng không phải. Cái máy nó báo hiệu cho bà con mình là đang bị thiếu ẩm, mọi người nên bỏ thêm nước cho tôi. Thì mọi người nên lấy thêm 2-3 khay nước bỏ vô. Khi nó trên 55 nó sẽ hết kêu. Còn cái nhiệt độ mà nó dưới 35 nó sẽ kêu. Và mọi người sẽ phải, ví dụ như nó dưới 37 độ 5 ấp trứng gà, trứng vịt là 37 độ 6, 37 độ 7, trứng cút là 37 độ 2, mà nó dưới nhiệt độ đó thì mọi người bít bớt lỗ thông hơi lại. Đây, đến cái phần lỗ thông hơi đây. Như cái thùng ấp này là thùng Út làm á, là đây có 9 cái lỗ thông hơi nha. Nếu như mà cái nhiệt độ của nó trên 37 độ 5, mọi người khoét thêm lỗ thông hơi. Tùy vị trí từng khu vực địa phương thì mọi người khoét thêm lỗ thông hơi. Nếu mà dưới 37 độ 5, mọi người lấy băng keo bít lại giùm Út. Bít rồi bắt đầu canh, bít từng một lỗ, hai lỗ, rồi canh từ từ. Đến khi nào mà cái máy nó ổn định, nó hết kêu thì thôi. Chứ mình không đụng vô cục máy để điều chỉnh nha mọi người. Tại cục máy nó không kêu thì mọi người sẽ không biết là cái thùng ấp của mình đang bị thiếu nhiệt hay là thiếu nhiệt độ, dư nhiệt độ hay là thiếu ẩm. Cho nên còn nếu như mọi người muốn tắt cái báo hiệu đi thì trong cái quyển sách hướng dẫn trang 21 có cái phần còi để tắt báo hiệu đi, cũng như là tắt tự động đi cũng đều được nha. Cho nên là bà con mình lưu ý, đó là những cái gì mà Út muốn quay để chia sẻ bà con mình cách làm máy ấp trứng đảo tay tại nhà nha. Video dài cho nên Út xin kết thúc video tại đây luôn. Nếu mọi người quan tâm, yêu thương Út thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là nếu mọi người còn thắc mắc gì thì cứ liên hệ với Út qua số điện thoại 0976629090 nha. 0976629090 nha bà con. Đây nè, Út xin nhắc lại là cái cục máy của Út sẽ được in số điện thoại trực tiếp chính hãng từ trại Út lên trên cục máy. Khi bà con mình nhận được thì vui lòng là mở ra coi đúng số điện thoại in trên cục máy mới nhận nha.
Rồi cảm ơn mọi người đã coi đến hết video. Hẹn gặp lại bà con mình nha. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như bấm vào chia sẻ để Út có thể chia sẻ cho bà con mình cách làm máy ấp trứng tự động ở video sau ha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.